chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình có ghé thăm một bác tài lái con Doosan DX140W ACE phiên bản đời 2013 đây các bạn này. Đấy, đã lâu lắm rồi thì mình không ghé thăm bác tài rồi. Thì hôm nay thì bác đang nhận mới công việc là phá những cây này để dọn dẹp một cái mặt bằng này cho một người nông dân ở đây. Thì ở đây thì những cây cổ thụ này là toàn những cây lâu rồi, thì bây giờ là do ở đây họ cần phải dọn dẹp nên là phải phá toàn bộ cái phần cây cối này đi. Đấy, phá toàn bộ những cái phần cây cối này đi để giúp cho họ làm ở đây thì sau này cái phần máy đang đứng đậu đấy, để họ làm một cái mặt phẳng, san lấp để thành một cái mặt phẳng để họ làm một cái nhà xưởng hay là làm một cái chỗ để xe. Đấy, nên là bây giờ thì toàn bộ cái cây này đều phải phá đi. Cái cây này không sử dụng lại được nữa nên là toàn bộ là ba cái sẽ phá đi. Đây là một cái máy Doosan DX140W ACE, là một cái máy ở cái công ty của ngày xưa mình làm cột. Đây là một cái dòng 140. Thì ở đây thì bác phải phá toàn bộ cái cây này và phải nhổ cả gốc lên. Thì ở đằng sau đuôi máy trong màn hình nhỏ các bạn đấy, thì sau này họ ở đây ở kế bên cạnh là một cái gara để họ rửa ô tô. Thì kế bên này thì họ đang có ý định là phá cây cối san lấp mặt bằng này để họ có thể làm một cái mặt phẳng trước, thì sau đó họ có thể làm chế độ ô tô này, hoặc là mở rộng thêm những cái chỗ sửa rửa ô tô thêm. Đấy, nên chính vì vậy là máy đưa vào để phá và dọn dẹp toàn bộ cái đường cây, đường hàng cối này. Đấy, đây chính là dòng Doosan DX140. Dòng máy này nhất là nó to, cái hai công suất làm việc nó cũng rất là lớn, nên là khi mà mình phá những cái cây này hoặc là san lấp mặt bằng thì nó cực kỳ nhanh, vì nó là một cái dòng máy to. Tiếng động cơ Doosan thì các bạn có thể đứng từ phía xa, các bạn cũng có thể là nghe rõ và nhìn rõ. Đây, bác tài bác đang đào nốt cái phần gốc cây lên rồi đẩy cái phần cây cối sang một bên để giúp cho có một cái đường đi lại và giúp cho các bác ở đây lấy nhặt lại cái sắt ngày xưa cắm ở đây. Đấy, lún rồi, chỗ này là vừa đào xong nên là lún. Đây, tiến hành các bác tiến hành để san nốt cái phần cây này còn lại. Ăn rác thôi. Thì như vậy là bác tài đã phá xong toàn bộ cái phần cây và đã san xong cái mặt bằng này. Thì video của mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube để nhận nhiều video mới. Thân mến, kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.